Xin chào mọi người. Hôm nay thì Dân đi hái lan rừng về được một cái lô nguyên bản hoàn hảo vạch đỏ mọi người. Nguyên bản tức là nó còn bám vào trong cái khúc thân cây luôn. Và anh em chỉ biết là treo hoặc là đặt vào trong chậu rải thêm ít vỏ thông với than là được mọi người nhé. Hoàn thảo vạch đỏ là một cái loài lan rừng của con tum hoa cực kỳ thơm luôn mọi người. Hiện tại này nó đang là cái mùa hoa của nó. Anh em có thể thấy là cái đặc trưng của cây hoàn thảo vạch đỏ này là ở cái phần lưỡi nó sẽ có những cái đường vân, đường vạch đó, màu đỏ giống như là những cái đường mạch máu vậy mọi người. Cái cánh là cánh trắng. Khi mà gần tàn thì cánh nó sẽ chuyển qua màu vàng mọi người. Đó, rất hay nha. Và thơm lắm mọi người. Hôm nay thì bà con đi hái lan rừng về được một số hình. Em chia ra đây làm các phần nguyên bản đồng giá với nhau. Chỉ 100 ngàn mỗi hình thôi mọi người nhé. Và mọi người lưu ý là giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển tầm 30 ngàn do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Anh em để sưu tầm hoàng thảo vách đỏ cái lô này thì mọi người có thể là inbox cho em, tức là nhắn tin cho em ha. Hoặc là xem ở phần hồ sơ, phần tiểu sử của kênh em á, sẽ có mục để anh em liên hệ đặt mua. Ngoài ra thì anh em có thể là bình luận ở bên dưới cho em thấy cũng được ha. Đó, cái đánh số thứ tư này mọi người. Đây, em lướt sơ qua các phần tí em quay cụ thể lần lượt từng hình ha. Cứ mỗi hình là 100 ngàn thôi, nó được tầm 3 tới 4 cục mọi người nhé. Đây, nguyên bản từ rừng, bà con chặt nguyên cái nhánh thân cây từ rừng về luôn. Tức là nó đã bám sống khỏe vào khúc cây rồi. Về anh em trồng chăm sóc rất là tiện mọi người nhé. Rồi đó, 100 ngàn mỗi hình ha. Rồi bây giờ em sẽ quay lần lượt cụ thể từng hình. Mọi người sưu tầm hình nào nhớ inbox cho em nha. Hình số 1 nè, 100 ngàn, được 3 khúc đấy. Rồi tiếp theo hình số 2, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc. Rồi hình số 2, 100. Thêm nữa là sang hình số 3, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc. Rồi tiếp theo nữa là sang hình số 4, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc. Rồi thêm nữa là sang hình số 5, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc đấy. Rồi hình số 6 mọi người cũng 100 ngàn, nói chung rất rẻ thôi, 3 khúc nè. Rồi số 7, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc đấy. Rồi tiếp theo nữa là sang hình số 8 mọi người, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc nha đấy. Rồi sang hình số 9 cũng 100 ngàn, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc rồi. Tiếp theo nữa là hình số 10, 1 khúc nè, 2 khúc nè, 3 khúc, 4 khúc. Hình số 10 được 4 khúc luôn, cũng 100 ngàn thôi mọi người. 11 nè, 1, 2, 3, rồi cũng 100. 12, 1, 2, 3, 3 khúc. Rồi tiếp theo 13 cũng vậy mọi người, 1, 2, 3, 4 khúc luôn mọi người. 13 được 4 khúc ha. Rồi tiếp theo nữa 14, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc. Rồi 14, 4 khúc ha. Và cuối cùng 15, nay em được 15 hình đó mọi người, 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc đấy. Rồi 15 hình cho 15 anh em nhé. Nói chung số lượng nó cũng ít thôi mọi người chứ không có nhiều. Rồi anh em sưu tầm nhớ inbox cho em nhé. Và phí ship tầm 30 ngàn anh em. Thanh toán lúc nhận hàng là được, được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi nhé. Đúng như hàng anh em đặt thì anh em hãy thanh toán nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.